Xin chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Car. Showroom Sài Gòn Car chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Với năm tiêu chí vàng là xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không đại tu động cơ hộp số, xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của Showroom Sài Gòn Car chúng em nằm tại số nhà 63 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng em có hỗ trợ khách hàng thẩm định giá, thẩm định chất lượng xe miễn phí, hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng bộ rút hồ sơ gốc nha. Trong video ngày hôm nay em Quỳnh lên sóng để cập nhật những sản phẩm mới về và đang có sẵn tại Showroom Sài Gòn Car. Hy vọng là sẽ được sự đón nhận, theo dõi và ủng hộ của quý anh chị ở trên kênh nhé. Hôm nay thì có Kia Sorento full xăng 2017 mới về này. Kia Carnival phiên bản Signature máy dầu này 2022 mới về. Quay luôn chân dài hoa hậu nhất cửa hàng Sài Gòn Car chúng em nhé. Trước này là Kia Carnival phiên bản Signature máy dầu năm 2022. Lăn bánh là 13.000 km, nước sơn màu xanh tím than, nội thất là ghế da tông màu nâu đen kết hợp. Xe mua mới một chủ từ đầu. Xe thì đã rút hồ sơ nhớ, khách hàng ở trên kênh hay thắc mắc là tại sao tháo biển, xe ngập nước à mà tháo biển, xe đâm đụng à mà tháo biển, thì Sài Gòn Car nói không với cả những sản phẩm đó. Và xe này đang rút hồ sơ. Quý anh chị mua xe bên anh Quỳnh mà xe công ty hoặc xe đã rút hồ sơ được cái thời gian bấm biển và tiến hành sang tên nó thì trong vòng 1 đến 2 ngày thôi nha. Khám phá qua về form dáng, thiết kế cùng rất nhiều tính năng thông minh. Các option công nghệ được trang bị ở trên trước chuyên cơ mặt đất này nhá. Sơn si là sơn di 100% theo xe này. Đấy, biểu tượng của Hàn Quốc, Korea. Chiếc xe này mua công ty Hàn nhé. Hàn được cái là người Hàn rất chuộng Kia Carnival. Và đây là cái chiếc xe thứ hai mà em Quỳnh mua tại công ty Kim & You này. Xe quá đẹp luôn, mua lần nào ưng lần đó. Có biện này. Bản này là bản 7 ghế nha quý anh chị. Thiết kế 3 hàng ghế, 7 ghế ngồi. Cái hàng ghế thứ ba thì có thể hạ xuống tạo thành một cái mặt phẳng. Em Quỳnh hay treo với mấy bạn nhà em Quỳnh là cái giường di động. Và chiếc xe này thì đúng là cái giường di động thật. Ông bà, bố mẹ, rồi từ trẻ con đến người già ngồi lên xe thì cái khái niệm xe xe nó chỉ còn là cái tên thôi nhá. Sang bên này khám phá nội thất đi. Cứ quay một vòng xem là xước xác gì không thì chỉ luôn cho quý anh chị cùng tham khảo. Đấy, bởi vì là đôi khi là đây nhá, cái này là nguyên bản của nó. Tại vì sao mà em cũng rất thích quay cái xe nguyên bản? Bởi vì khi mà nó có một cái vết xước nhỏ như thế này này, nhưng mà ăn vào phần sơn thì bắt buộc là em cũng phải sơn với cả tảng như thế này. Nhưng mà cái xe này thì nó rất là đẹp, không có xước xát gì cả, sơn zin theo xe. Đấy, muốn quay cái mọc nguyên bản ban đầu để sau này quý anh chị mà có so sánh với cả chiếc xe đã dọn rồi hoặc đã qua spa tại Sài Gòn Car để quý anh chị có cái nhìn khách quan hơn nhé. Thiết kế là hai cửa lùa, nội thất ghế da cao cấp, tông màu nâu đen rất là sang trọng. Bản này là bản full nhá, bản full máy dầu cao cấp nhất rồi. Hàng ghế đầu tiên trang bị là hai ghế chỉnh điện có đề nổ start top này, phanh tay điện tử có đuôi control. Màn hình thì chạy dọc khoang táp lô cùng rất nhiều màn hình cảm ứng 100% nhé. Gương ngập chỉnh điện này, hai vị trí nhớ ghế. Tất cả những cái chi tiết ở trên chiếc Kia Carnival thì phải nói là đánh giá rằng như những chiếc xe sang. Nói chung rất là phù hợp. Nó quá đẹp luôn ấy. Thì chiếc này thì bán không biết là bao nhiêu trước rồi. Bản này thì là bản full nên thiết kế là hai cửa sổ nóc nhá. Chiếc này thì sử dụng động cơ là 2.2, nhiên liệu là dầu diesel. Giá quá rẻ luôn, mua được rẻ bán rẻ cho quý anh chị nhá. Không bảo em Quỳnh, không bao giờ em Quỳnh nói thách mà để cho quý anh chị trả giá thật nhiều. Hay bác nào mà đã làm việc với cả của em Sài Gòn Car và làm việc với cả em Quỳnh rồi thì chắc là cũng biết tính cách phải không ạ? Đấy, mặc dù là khách đang xem xe rồi, khách thì cứ bắt ra tiếp, nhưng mà hôm nay quay muộn quá nên là phải cho các bạn nhân viên xử lý luôn này. Kia Carnival phiên bản Signature máy dầu năm 2022, lăn bánh là 13.000 km đang được chào bán với mức giá là 1.318.000.000 nhá, xuống tiền ngay trước này, quá hot rồi. Đây, bên này là Sorento bản full xăng 2017, xe lăn bánh 8 vạn, nước sơn màu đen, nội thất là ghế da tông màu nâu, đang bán cho khách là 538.000.000. Cái kiểu gì khách vào cũng trả giá xem mà. Sao lâu nhỉ? Mua xe thì mình có quyền được trả giá thôi. Thế mới là cái cảm xúc nó đi mua được một cái gì mà mình yêu thích, nó khoái lắm các bạn. HRV tiếp theo trong ngày hôm nay đó chính là chiếc Honda HRV bản L năm 2021, lăn bánh 50.000 km, nước sơn màu cam độc quyền của nhà Honda nhá. Quay một vòng quanh xe này,
Đấy, chỗ nào cần sơn bảo sơn, còn chỗ nào mà không cần sơn thì bảo không cần sơn nhé. Xem là sau khi dọn và trước khi dọn con này nó có những cái điểm gì. Rồi xước răm rồi, có xước răm nhé. Đây, mát là hết, không phải sơn. Cảm biến va chạm này, phía sau này. Trước này thì nó cùng phân khúc với cả Mazda CX-30. Hồi xưa thì hay bán Mazda CX-30 thì nhắc đến HRV. Hôm nay thì có HRV rồi nhé, xem có các bác có thích không. Đây là một mẫu 5 chỗ gầm cao nhé, đàn em của CRV. Xe rất đẹp, nhập khẩu nguyên trước đến từ Thái Lan. Đấy, biển số đây, camera lùi đây. Ngắm về nội thất là xem lốp 21 này, gian lốp 21 này, rất là dày. Xe chủ yếu đi ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thôi, nên là nó cũng không phải là như đường đá hay là đường xấu gì cả. Nội thất ghế da nguyên bản, mọi thứ cũng rất là nguyên bản và cổ đại ở trên chiếc xe này. Được cái là công nghệ nó cũng tương đối, đề nổ này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, khác bọt hơn CX-30 điểm đó rồi. Thanh tay điện tử, trải thảm sàn 6D này, rồi ốp bệ lên xuống, mạng đấy, thương hiệu HRV luôn. Ở trước này thì chị em đi phù hợp này. Chị em nào mà không thích sedan, không thích những cái dòng gầm thấp thì có thể lựa chọn mẫu 5 chỗ gầm cao như thế này. Giá cũng rất là hợp lý nhá. Ở trước này thì em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 648 triệu Honda HRV bản N năm 2021 này. Bản full rồi, nó có bản G là bản tiêu chuẩn. Hyundai Elantra này, Hyundai Elantra số sàn động cơ là 1.6 MT, nước sơn màu đen, nội thất là ghế da tông màu kem, lăn bánh 69.000 km. Mọi người còn nhớ cái chiếc xe này mà thứ bảy em Quỳnh quay, em Quỳnh chỉnh luôn là ồ chết rồi, nhân viên đi lấy xe từ 86 về, từ Bình Thuận về, nó bị bắn đá lên kính. Thì ngày hôm nay các em nó đã thay rồi, thay kính hãng luôn, cho quý anh chị cùng tham khảo. Cái sự cố rất là khách quan xảy ra Sài Gòn ca, kính lái như mới nhá. Sơn xi bên ngoài thì nói chung là cũng phải đánh bát lại một tí thôi, đánh bát lại là xử lý được, không có gì phải thay thế. Nội thất ghế ra đây, con Elantra này thì được đánh giá là rất là rộng rãi ở trong phân khúc. Đấy, tuy nhiên thì công nghệ nó cũng vừa vừa. Trước này là 1.6, Accent thì 1.4, Elantra là 1.6. 360 triệu sở hữu ngay Hyundai Elantra số sàn nhá. Động cơ là 1.6 năm 2017, lăn bánh 69.000 km. Hyundai i10, Hyundai Grand i10 số tự động, động cơ 1.2 AT năm 2019. 5 năm sử dụng, lăn bánh 23.000 km, nước sơn màu đỏ, rất là ghế da pha nỉ tông màu đen. Cái chiếc xe này nó chạy 23.000 km, 5 năm sử dụng mà này. Quý anh chị nhìn cái quả lốp của em nó này, rất là dày, đát lốp 2019 này. Mâm này thì có xước một tí thôi, chắc là phải phay lại. Quý anh chị nào thích phay thì phay, còn không thích phay. Em thì tại vì sao mà em không phay? Bởi vì không phải khách hàng nào cũng thích phay mâm đâu nhá, nên là em cũng rất là hạn chế cái vấn đề này. Hoặc là có nhiều xe cơ, có những cái xe mà nó đẹp tuyệt đối, em thường để nguyên bản. Hay bác nào mà bảo em Quỳnh dọn thêm thì em dọn thêm. Đây, vô lăng cần số con này quá mới luôn, nội thất thì như mới. Bởi vì lăn bánh có 23.000 km mà. Về che mưa này, dán phim cách nhiệt, phân khúc hạng A, được trang bị rất đầy đủ để cho chị em mình sử dụng. Ở trên kia còn có camera hành trình tích hợp gương chiếu hậu nữa. Có xe đẹp, đây động cơ 1.2 AT nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của em này nó rơi vào khoảng 5 lít thôi. Nó tương đương, nó giống Morning mà tiết kiệm lắm. Trước này thì em Quỳnh chào bán với mức giá là 335 triệu nhé. 335 triệu sở hữu ngay Hyundai Grand i10 số tự động năm 2019. Hỗ trợ trả góp ngân hàng được, làm ngân hàng VP Bank Việt Nam Thịnh Vượng giúp em. Honda City bản L năm 2021, lăn bánh 3 vạn, nước sơn màu đỏ, nội thất là ghế da tông màu nâu. Ở nguyên bản của chiếc xe này là ghế nỉ, nhưng mà chủ xe bọc lại bộ ghế da nhá, màu nâu. Xe thì chạy chuẩn 3 vạn. Bởi vì khách hàng của em ấy, họ rất thắc mắc là về quả biển này. Tại vì sao biển vàng mà chạy có 3 vạn? Thì em Quỳnh giải thích cho mọi người luôn, là xe này nó mới đăng ký vào dịch vụ vận tải Grab tháng 11 năm 2023. Tức là đến nay chủ xe chỉ sử dụng 6 tháng thôi. Trước đó là họ sử dụng gia đình, nhưng mà chắc là do tính chất công việc hoặc là muốn kiếm thêm thu nhập thì họ đăng ký cái chiếc xe này vào Grab để chạy thôi. Nhưng mà các bác đừng mặc định là xe dịch vụ là xấu đi. Có em thấy rất nhiều bác tài mà đi xe dịch vụ làm nghề tài xế, họ còn yêu xe hơn rất nhiều đối với cả những người mà không biết sử dụng.
Trước này em Quỳnh bán cho quý anh chị là 468 triệu nhá. 468 triệu Honda City bản L năm 2021. Ở bên này thì có một chiếc xe số tự động 7 chỗ mà giá thì hơn 300 triệu thôi. Kia Carren năm 2014, 10 năm sử dụng, lăn bánh là 82.000 km, xe quá chuẩn luôn. Xe rất đẹp, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu kem, số tự động nhá. Đấy, bác nào mà hôm nọ mà hỏi là bên em có cái xe nào số tự động mà hơn 300 triệu không mà còn 7 chỗ, thì hôm nay về thêm này. Mặc dù đời nó khá là sâu và không được ngân hàng hỗ trợ trả góp nữa, nhưng mà tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Ca thì đều được hưởng ở chế độ bảo hành là 6 tháng hoặc 10.000 km và có hỗ trợ quay đầu nha. Đến Captiva, đến Chrysler, Chevrolet, VinFast em còn quay đầu cho các bác, thì tội gì là em không quay đầu với Kia Carren đẹp như này. Mà Sài Gòn Ca thì xác định là lâu dài và sống còn ở với trên giải đất hình chữ S này rồi. Các quý anh chị yên tâm nhá. Trước này em Quỳnh bán cho quý anh chị là 328 triệu. 328 triệu sở hữu ngay Kia Carren phiên bản số tự động năm 2014 ạ. Đấy, Sorento vẫn xem được. Trong này thì đa số là những chiếc xe có sẵn thôi. Báo giá nhanh cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Hyundai Santa Fe bản phun dầu 2 cầu năm 2018, lăn bánh 74.000 km, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu đen, chào bán với mức giá là 720 triệu. Máy bản phun máy dầu 2 cầu nhá. Đánh giá quá rẻ luôn, 720 triệu và có hỗ trợ trả góp. Toyota Camry sedan phân khúc hạng D. Chiếc xe nhà em Quỳnh là phiên bản 2.0G năm 2021. 2021 3 năm mà lăn bánh chỉ có 18.000 km thôi, được coi là một trong những chiếc xe mà cọp nhất cửa hàng và rất là hot. Nước sơn màu trắng ngọc trai, nội thất là ghế da tông màu kem. Em trêu với cả chủ xe là đã màu trắng rồi mà còn nội thất kem thì có khác gì là mẹt không? Đẹp lắm mọi người ạ. Bản G nhá. Chiếc này bán cho quý anh chị này, giá niêm yết là 868 triệu, giá đã bao gồm rút hồ sơ gốc nhá. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Toyota Altis. Toyota Altis số sàn động cơ là 1.8 năm 2015. Xe đã lăn bánh là 96.000 km, nước sơn màu bạc và nội thất là ghế da tông màu đen. Trước này em Quỳnh bán là 369 triệu nhá. 369 triệu cho chiếc xe này. Mazda CX-5 phiên bản Luxury năm 2023 và đây là form mới, mẫu mới của năm 2024. Xe đã lăn bánh là 20.000 km, nước sơn màu vàng ánh kim. Đây là một trong những cái màu độc nhất vô nhị và khá là nổi tiếng của dòng Lexus đây. Nhưng nay thì đã được trang bị ở trên trước CX-5 rồi. Trước này em bán cho quý anh chị giá là 798 triệu nhá. Đấy, hồi lấy xếp lọc 799 thôi, hôm nay đọc xin phép xếp 1 triệu lọc là 798 này. Toyota Innova số sàn năm 2022, động cơ là 2.0. Trước này trang bị lớp sơn màu bạc và nội thất là ghế nỉ nguyên bản. Em Quỳnh chào bán cho quý anh chị là 699 triệu, xe chạy chuẩn 25.000 km, quá cộp. Không có gì rắc từ trong hãng ra này. Kia Zondo, con này cũng biển vàng này. Đấy thì mọi người nhìn biển vàng chắc sợ sợ đúng không? Không sao cả. Biển vàng thì bán giá biển vàng. Kia Zondo số sàn, động cơ là 2.0 GMT. Năm 2020, lăn bánh 68.000 km. Lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu kem. Trước này em Quỳnh bán cho quý anh chị là hôm nay hạ giá đi, 399 triệu. 399 triệu Kia Zondo số sàn năm 2020 nha. Nissan X-Trail. Nissan X-Trail phiên bản 2.5 SV Pre năm 2018, form mới năm 2019. Nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu đen, xe chạy chuẩn 44.000 km, xe quá đẹp. Một chiếc SUV trong tầm giá khoảng hơn 600 triệu mà có đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại bậc nhất, đến tính năng an toàn và cảm giác lái thì chấp hết mọi đối thủ. 648 triệu chiếc xe này, Nissan X-Trail 2018. Bên này là Kia Sorento. Kia Sorento bản phun xăng 2 cầu năm 2021, lăn bánh 44.000 km. Ôi, cùng cục. Lốp sơn màu đen, nội thất là ghế da tông màu kem. Chiếc này bán cho quý anh chị là 899 triệu. Bản phun xăng 2 cầu nhá. Khó bán tí, bán giá rẻ thôi. VinFast. VinFast Lakata bản bay năm 2019, xe chạy chuẩn 38.000 km, lốp sơn màu đỏ, nội thất là ghế da tông màu nâu đang được chào bán với mức giá là 660 triệu tại Sài Gòn Ca. Đấy, xe của bác Vượng này này, bảo hành 10 năm cơ, yên tâm mà lựa chọn nhá. Kia Sorento bản phun xăng năm 2016, xe chạy là 70.000 km, có đầy đủ lịch sử bảo hành và dưỡng ở trong hệ thống của hãng, một chủ từ đầu này.
Lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu kem. Em Quỳnh bán cho quý anh chị là 535 triệu nha. Giá có thương lượng, yên tâm đi. Các sản phẩm bên Sài Gòn Ca là vậy đó. Mazda 3 bạc bán rồi. Chevrolet Trailblazer phiên bản máy dầu 2 cầu số tự động năm 2018. Xe lăn bánh là 50.000 km, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu nâu. Trước này em Quỳnh bán là 635 triệu nhá. Quý anh chị đam mê có thể liên hệ cho em Quỳnh để trải nghiệm và lái thử. Ở ngoài ra thì em Quỳnh còn chiếc Kia Sorento bản phun xăng năm 2016 màu nâu đang đi dọn. Hyundai Accent số sàn bản đủ năm 2021 đang màu bạc đang đi dọn. Ở đây thì có những cái chiếc xe mà đã dọn rồi hoặc là mới về thì em Quỳnh muốn quay luôn cho quý anh chị cùng tham khảo. Vừa rồi quý anh chị cùng em Quỳnh đã đi tham quan xem showroom Sài Gòn Ca đang có những sản phẩm gì và đang được chào bán với mức giá là bao nhiêu. Và những mức giá mà em Quỳnh đưa ra là giá mong muốn của cửa hàng. Anh chị em có thể liên hệ qua số hotline là 0823 07 222 hoặc đến trực tiếp địa chỉ của showroom Sài Gòn Ca để trải nghiệm và lái thử các dòng xe nhé. Và đừng ngần ngại bỏ ra một chút thời gian để đến showroom Sài Gòn Ca. Like và follow kênh của anh chị em.